Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy có những người thuộc nhóm Sa Đốc đến gặp Đức Giêsu. Nhóm này chủ trương không có sự sống lại. Họ hỏi người: Thưa thầy, ông Môsê có viết cho chúng ta rằng nếu anh hay em của người nào chết đi để lại vợ quá mà không có con thì người ấy phải nấy làng, xin con nối dòng cho anh hay em mình. Vậy có bảy anh em trai, người thứ nhất lấy vợ nhưng chết đi mà không có con nối dòng. Người thứ hai lấy bà đó rồi cũng chết mà không có con nối dòng. Người thứ ba cũng vậy, cả bảy người đều không có con nối dòng. Sau cùng người đàn bà cũng chết. Trong ngày sống lại, khi họ sống lại, bà ấy sẽ là vợ của ai trong số họ? Vì cả bảy người đều đã lấy bà làm vợ. Đức Giêsu nói: Chẳng phải vì không biết Kinh Thánh và quyền năng Thiên Chúa mà các ông lầm sao? Quả vậy, khi người ta từ cõi chết sống lại thì chẳng còn lấy vợ lấy chồng, nhưng sẽ giống như các thiên thần trên trời. Còn về vấn đề kẻ chết trỗi dậy, các ông đã không đọc trong sách Môsê đoạn nói về bụi gai sao? Thiên Chúa phán với ông ấy thế nào? Người phán: Ta là Thiên Chúa của Abraham, Thiên Chúa của Isaac và Thiên Chúa của Jacob. Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết nhưng là của kẻ sống. Các ông lầm to. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, người khen Chúa. Người ta không phải là Thiên Chúa của kẻ chết nhưng là của kẻ sống. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, có sự sống đời sau hay không? Có việc người chết sẽ sống lại để sống đời đời không? Vẫn là một vấn đề quan trọng từ thời người Do Thái cho đến ngày hôm nay. Có những người nói rằng chết là hết. Và cũng có những người tin rằng sau cõi đời này còn có một cõi đời khác. Chúa Giêsu trả lời cho chúng ta: Thiên Chúa là Thiên Chúa của kẻ sống, chứ không phải là Thiên Chúa của kẻ chết. Có nghĩa là còn có sự sống đời sau và có sự sống đời đời. Và con người ta từ có chết sống lại sẽ được sống như các thiên thần ở trên trời. Cho nên các mối tương quan ở đời này sẽ được biến đổi một cách thiêng liêng, chứ không bị hủy bỏ như kiểu là chết là hết chuyện. Trong bài đọc thứ nhất hôm nay cho chúng ta hai mẫu gương về đức tin, đó là chuyện của ông Tobit và của bà Sarah. Có lẽ câu chuyện của bà Sarah giống như vấn đề của bài tin mừng hôm nay. Bà cũng trải qua bảy đời chồng mà không có người chồng nào sống được với bà vì đều phải chết. Tai họa có thể đưa chúng ta đến gần Thiên Chúa, tai họa cũng có thể đưa chúng ta xa rời Thiên Chúa. Ông Tobit cả một đời làm việc nghĩa, làm việc lành, chôn xác kẻ chết, thế mà ông lại bị mù. Tai họa này sẽ khiến ông gần Chúa hay xa Chúa? Giống như bà Sarah, một
thiếu nữ đạo đức của người Do Thái đã trải qua 7 đời chồng. Liệu tai họa này sẽ giúp bà gần Chúa hay xa Chúa? Hay nói cách khác, Thiên Chúa có phải là Thiên Chúa của kẻ sống hay là Thiên Chúa của kẻ chết mà lại để cho họ gặp những tai họa như thế? Đó là những vấn đề chúng ta cũng có thể đặt ra trong chính cuộc sống của chúng ta. Tại sao Chúa lại để cho tôi phải khổ như thế này? Thiên Chúa có câu trả lời mà chính chúng ta nhiều khi không biết. Bài đọc thứ nhất hôm nay cho chúng ta: Chúa đã nghe lời hai vị cầu xin. Đến một lúc nào đó Chúa sẽ giải quyết cho chúng ta mà chúng ta không hề hay biết. Cũng như các thánh tử đạo ở đất nước Uganda, các ngài có thể đặt vấn đề: tại sao mình theo Chúa lại bị bắt bớ, bị hành hạ, bị mất việc làm và mất luôn cả mạng sống? Vậy thì Chúa của mình ở đâu? Chúng ta cũng có thể đặt rất nhiều vấn đề trong cuộc sống của chúng ta. Liệu chúng ta có dám tin rằng Chúa là Thiên Chúa của kẻ sống chứ không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, và Thiên Chúa luôn luôn yêu thương và bảo vệ chúng ta? Xin các thánh tử đạo nước Uganda cầu bầu cùng Chúa cho chúng ta, để chúng ta trong mọi sự chúng ta luôn luôn vững tin vào Chúa, và trong mọi sự chúng ta gần gũi với Chúa và yêu mến Chúa trên hết mọi sự. Amen. Lời người vỗ về nhưng khi sầu đau, đường dài ngút ngàn không biết về đâu, cuộc đời sẽ chiều tóc râm mai đầu, tin vâng lời Cha ân nghĩa thâm màu. Rừng sông núi